Rồi. Bây giờ đi, khi mà đi ra đường là mọi người mới thấy nè, là cái chiều cao của chị sẽ như thế này thôi. Xin chào tất cả mọi người, rất là vui quay trở lại kênh của Nhân. Hiện tại Nhân đang có mặt tại huyện Vạn Ninh của tỉnh Khánh Hòa. Và sau khi được một người anh, cũng là một YouTuber mới vào nghề, anh Lâm Nhất Duy, thì ảnh có giới thiệu cho Nhân một cái trường hợp về một cô bé mà năm nay hơn 30 tuổi rồi, mà với một cái dáng vẻ như một búp bê. Vì thế mà hôm nay Nhân quyết định là Nhân sẽ ghé thăm và tìm hiểu cái câu chuyện về cô bé này xem như thế nào, có điều gì thú vị ở đây hay không. Thì bây giờ Nhân mời tất cả mọi người hãy đồng hành cái video này cùng với Nhân nhé. Nhà này. Con chào chú. Em chào chị. Chị ơi, em tới em thăm chị nè. Đi đi ra đây em hỏi thăm chị một tí. Trời, nhìn chị dễ thương như ta, baby, như búp bê. Búp bê từ nhỏ mà. Dạ em mời chị, đi đi. Ủa, nhà chị mà, tưởng nhà mình cho mình mời chị đây ngồi. Dương ngồi đây chị. Trời ơi, nhìn như búp bê luôn. Em không nghĩ là ở ngoài chị nhìn búp bê Barbie gì đây ta. Em hỏi chị nè, chị tên gì chị? Em tên Thanh. Chị Thanh. Chị năm nay được bao tuổi rồi? Dạ, 32 tuổi. 32 tuổi. Đây đây là bố của chị à? Bố. Chú tên gì chú? Thu. Chú Thu à? Năm nay chị 32 tuổi rồi mà nhìn không khác gì một búp bê, rất là xinh đẹp. Ôi ơi. Nghe anh Duy ảnh giới thiệu cho em thì em không nghĩ là chị lại dễ thương thế này. Dạ, hôm bữa anh Duy gặp em, anh cũng lên xong. Dạ. Hỏi rồi. Đây giới thiệu mọi người, đây là anh Duy. Duy xin chào mọi người bên kênh của em Nhân kìa. Chị ngồi xích lên đây tí nè, tại vì nhiều khi nó bị vướng cái bàn á, không thấy chị. Chú, cái trường hợp của chị á, thì hồi nhỏ là mình sanh ra là bình thường luôn hay sao? Bình thường từ nhỏ luôn. Lúc nhỏ là quấy biết. Nhưng mà tóc cũng vàng cho đến khi nó lớn rồi nó đen á. Có nghĩa là khi mà sanh chị ra thì tóc là vàng. Nhưng mà càng ngày càng lớn thì tóc lại đen lại. Chị cảm thấy sức khỏe của chị được ổn định không? Dạ, có hậu ổn định, có hậu thấy nó cũng không có được ổn. Không được ổn là như thế nào ta? Như là nó mệt rồi. Nó mệt hả? Nó mệt là mệt sao ta? Chị cảm giác là mệt ở cái chỗ nào? Trên đầu hay là thì chân tay? Nhức đầu với là nóng trong cơ thể. Chị hay bị nhức đầu với nóng trong cơ thể. Vậy thì chú có đi khám không? Đi khám cho chị không? Dạ. Thì bác sĩ có nói về cái tình trạng sức khỏe của chị như thế nào không? Thì thấy nó nói coi như là cơ thể nó nhỏ rồi, nhiều khi nó biến chứng thay đổi bất thường, nhưng mình coi như to lớn thì nó đỡ hơn tí xíu. Còn nó là coi như nó nhỏ biến với coi như nhiều khi nóng bình thường thường thì cái đầu nó làm hơi đột ngột tí xíu. Mình cũng cần che miệng cũng mệt chứ. Dạ. Học từ bí luôn mà. Hồi đó là đúng rồi, hồi đó là khỏi gặp xong rồi khỏi thăm biết à. Em nó hồi đó mà tôi nghĩ là năm lợi là coi như chúng mến đó. Nghĩ hồi đó là em nghĩ thời gian em thấy không thấy, em nghĩ là bé mà thấy lại gặp mừng, không được gặp đưa điện mừng này không hỏi. Xong mới suy nghĩ lại chỉ có một ngày nào đó là chỉ nghĩ tới Nhân này sẽ ra là đỡ mà chia sẻ thôi. Mà Nhân để ý không? Ủa chú, thì cái lúc mà sinh chị ra thì bác sĩ có nói chị là bị một cái hội chứng gì không? Không, coi như nó bẩm sinh từ bụng ra rồi coi như là nhỏ vậy thôi. Rồi lúc đó coi như cũng ẩm đi tùm lum hết thôi, bác sĩ lúc nào cũng nói
không biết cái gì. Có nghĩa là cũng ẩm đi rất là nhiều bác sĩ để mà khám, rồi. Xem thử là cái tình trạng của chị như thế nào. Không, nhưng mà biết. Không biết, biết tình trạng luôn, không biết bệnh gì. Tại vì đầu là cứ nuôi mét thôi. Dạ. Chị có chồng không ta? Chị có chồng chưa? Chồng rồi. Hả? Tí mà chồng có gì. Ủa 32 tuổi mà sao? Sao có chồng? Mày nhắm kỹ nè. Nhưng mà nhìn kỹ chị của Nhân là thấy không? Giống người Ấn Độ hả? Nhân, mũi miệng rất là mắt, đúng không? Rất là sáng luôn á. Tại vì bị cái nhỏ lớn giờ khi mà trong quá trình mà chị lớn lên như vậy, chị có bị mặc cảm về cái gì không? Thấy cũng bình thường. Nhưng mà khi mà chị đi ra ngoài á, có ai nhòm ngó đồ gì không, xăm soi gì mình không? Cái đó chứ có, cái gì có chứ. Con trẻ là có. Có chứ. Dạ. À, theo như chú nói là với cái dáng vóc nhỏ nhắn của chị thì không thể có chồng. Nhưng mà quan trọng là chị có muốn hay không thôi chứ. Đúng rồi, đúng không? Quan trọng là chị có muốn hay không. Mắt mũi đồ đẹp ha, nhìn đẹp cái sợ nó không chơi vào đâu được. Vậy thì chị vẫn sinh hoạt bình thường, ăn uống bình thường như những người làm lũng bình thường, nhưng mà điều ụt nặng nó không làm mệt. Ủa chị có biết là chị nặng bao nhiêu cân không? Chị 23 kg. Nhân gì? Trời ơi, ủa mà hình như em thấy có một cái điều lạ, hình như là răng của chị không có phải không ta? Dạ đúng rồi. Răng nó chỉ mọc ở trong nếu không, còn ở ngoài. Trời ơi, có nghĩa là răng của chị chỉ mọc cho tới nếu, nó không có lòi ra khỏi nếu. Dạ. Chỉ có nghĩa là giống như một cái chân răng thôi. Đúng không? Âm luôn á. Là từ nhỏ giờ là vậy luôn á hả? Dạ. Rồi cái vấn đề mà ăn uống của chị nó có gặp phải những cái vấn đề khó khăn gì không? Dạ có, nó cũng thì ăn mấy cái mềm mềm thôi, còn mấy cái cứng thì không. Mình ăn chỉ được cái mềm thôi. Tính ra cũng hơi bị bất công tí hả? Đã bị vậy bây giờ còn mặc. Hồi nhỏ giờ chị lớn lên như vậy á, chị có cái ước mơ gì không? Không hả? Tại mình nhỏ lắm, mình đâu có dám ước mơ gì. Mình cứ ước đi chơi biết đâu được, phép màu đến sao? Mình nói thiệt. Tại vì ước mơ là không ai cấm. Không, mình có quyền chứ, dù mình thế nào. À, mình cứ ước mơ thoải mái. Còn có hay không thì tính sau. Chưa có nghĩ tới cái điều đó thì không có ước mơ. Dạ hôm nay gặp em tự nhiên biết đâu em biết đâu mà nghĩ ra được một cái ước mơ gì đó cho cuộc sống mình sao? Đôi khi nó vậy. Nhỏ lớn giờ là chú dắt chị đi bao nhiêu bác sĩ rồi? Hơi nhiều. Nhiều. Mà cũng bó tay. Cũng bé. Hồi có thời gian em nghe, em tưởng là bé có bệnh nghe mà tưởng là bị cho răng nhằn. Em sợ răng bị nặng, không quê. U gì đó, xong rồi vô Sài Gòn xong rất u đó. Là cái vấn đề răng thôi. Còn về cái dáng dấp nhỏ bé của mình thì bác sĩ cũng không biết. Dạ. Bị lùng tuyến yên. Lùng tuyến yên. Nó không phát triển được cái tiếng đó. Mình có nhiều tuyến lắm hả, như là tuyến yên nè, tuyến giáp nè, rồi tuyến tụy, tuyến gì đó, có rất là nhiều tuyến. Mà chị thì mắc cái hội là tuyến... Tuyến gì ta? Tuyến... À, tuyến yên, tuyến yên. À, vậy là bác sĩ cũng có đoán được, cũng biết bệnh đó chứ. Bị cái hội chứng về cái rối loạn cái tuyến đó, về thế không có phát triển được. Khi mà nhìn chị giống y chang như là người Ấn Độ nước ngoài vậy, không có giống người Việt luôn á. Vậy là chú sanh được bao nhiêu người con? Bốn người con. Là bốn người đó đều bình thường hết. Kèo rắn tật rồi á. À. Rồi chỉ có riêng chị thôi. Mà chị này là chị đầu hay là chị út? Chị đầu. Chị đầu tiên luôn. Hồi lúc mà mới sanh ra là được bao nhiêu con? Chắc nằm con rưỡi. Con rưỡi cao nhất là con 8. Tầm 1,5 cân. Lấy cái đứa keo để... Để con chú ngồi không dám. Chị cao được bao nhiêu ta? Chị cũng cao chỗ cỡ 1m2, 1m3 chứ hả em? 1m3. Chị đứng lên với em coi thử coi kìa kìa. À, chị cũng cao mà. Chị cao cỡ
mét ba à, cỡ mét ba đó, cũng cao mà đúng không? Chỉ có cái là cân nặng nó hơi nhẹ thôi. Một bữa ăn của chị nhiều nhất là bao nhiêu chén cơm? 2 chén. Một bữa ăn là 2 chén cơm hả? Sáng sáng rồi mình có tập thể dục rồi vậy? Thì cũng có. Chà, thấy không? Có tập thể dục đồ hài quán. Mình ít khi tập. Ít khi tập hả? Tập nó mệt hay sao? Nó làm cho cơ thể mình mệt hả? Cái giọng nói của chị cũng rất là đặc biệt nha, không có giống ai hết trơn. Nói rất là nhỏ nhẹ, trong mà anh nhìn nó. Chưa có chồng mà sao đeo nhẫn ở đây? Chà, cái này căng nè. Để coi nè. Đưa em coi cái. Thích thì đưa. Tại vì mấy cái ngón kia nó bự quá. Ôi chà, nhẫn đẹp dữ ta. Chỉ có ước mơ trong đây nè. À, đeo mà đeo ngón này luôn hả? Ước mơ. Mà cái nhẫn này là ai tặng cho chị? Mẹ mua cho. Mẹ mua cho. Mua mà sao mua mấy ngón này mà lại đeo ngón này? Đeo vừa. Hả? Đeo không có vừa mấy ngón kia. À, mấy ngón kia là đi không vừa. Xong rồi mình chọn ở đây luôn. Nhưng mà chắc cũng có một cái chủ định gì đó rồi chứ đúng không? Không có chủ định gì hết, mình thích thì mình đeo thôi chứ không có chủ định gì hết. À, mình thích thì mình đeo thôi. Chị có cái câu hỏi gì cho em không? Lý do là sao em ra đây không? Không biết nữa. Không biết nữa hả? Thấy chị hiền tội sợ. Thì ngồi trước ống kính này, chị có cái khát khao gì, một cái ước mơ gì, một cái điều gì đó muốn nói, muốn chia sẻ thì chị cứ nói. Hồi giờ không gặp người lạ cũng hơi ngại hả? Dạ, hồi giờ không gặp người lạ nó cũng sợ. Dạ, sợ là sợ cái gì chị? Chúng mình không biết xin cái gì. Em thấy... Mấy có mấy cô kia cũng kêu lẹ lên, cơn đập lẹ lên cũng mệt. Có một số không? Uh-huh. Cái chiều tại vì sợ. Nhân có duyên, thật sự có duyên á. À, vậy là cũng có rất là nhiều chị bảo là lên cơn độc lệ hả? Thì bữa anh lên nó nhân, anh nói nhân nó đâu được. Dạ. Nó nhân có duyên nè, thật sự. Nhân gà bị tâm linh. Nhân gà bữa đó có duyên bên đây cho hồi bữa ấy. Nhớ anh lên không? Nhân gà bị tâm linh. Tâm linh rồi. Anh lên anh nó đợi kêu nhân ra nè, mày mẹ em lại cái. Hình như là chị khói tâm linh phải không? Đúng không? Tại vì em đi đến đâu là tâm linh đến đó. Duyên thiệt nhân luôn. Mà chị là chị thích tâm linh đúng không? Chị có hay đi chùa không chú? À có. À đúng rồi. Nhưng mà ở nhà cũng như là không chùa chứ mà tu tại gia cũng như nhà cậu hai nữa. Không có bằng thấy cái bằng áo lem mình... đây nè. Đó mẹ. Chị có pháp danh gì không? Không có pháp danh hả? Chị tên là Thanh. Mà tu thì ở đây mình ghé có cái người tu tại gia ở nhà mình đây. Tu tại gia cậu rùa. Cậu rùa. Tới mấy chùa thế nhang vậy thôi. Chị có tin về Phật không? Dạ có. Có hả? Mình có một cái ước mơ nào đó, có một ngày nào đó mình được thấy Phật không? Thì nói chung thì ai là muốn thấy Phật không? Rồi thấy cứ được gì đó. Cái giọng hay ha, cái giọng đặc biệt, cái giọng nghe. Ủa vậy là trong cái quá trình mà sinh hoạt ở nhà thì chị có tự giặt giũ đồ được không? Làm chứ? À, tự làm luôn hả? Tính là cũng giỏi hả? Tự làm một hai cái gì đó cũng mình thôi. Ừ, chứ làm nhiều quá là làm không có nổi. Dạ. Bởi vì cái cơ thể của chị cũng không có đáp ứng đủ những cái công việc vậy đúng không? Chị là chị có duyên với em, cho nên là chị em mình mới gặp nhau đấy. Đúng không? Chị nói người cũng kêu em thích là chuyện này. Vậy hả? Rồi em thích lên cho chị như thế này. Tự nhiên cái giờ hôm nay khiến sao lên hả? Không có thích. À vậy hả? Trời ơi, tội. Bây giờ đi khi mà đi ra đường nè, mọi người mới thấy nè. Là cái chiều cao của chị sẽ như thế này thôi. Đó, mà với một cái dáng người rất là nhỏ nhắn. À, sức khỏe của chị cũng không có đảm bảo. Khi mà mình đi ra ngoài thế này thì cũng không nên ở quá lâu ở ngoài. Bởi vì nắng quá thì cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của chị. Sức khỏe cũng không có đảm bảo mọi người. Nhưng mà hôm nay á, đi ra gặp chị Thanh đây là một cái duyên. À, nhìn chị khá là nhỏ nhắn, dễ thương, một cái nét rất là độc. Mà nó không có giống như người Việt Nam, giống như là một cái người Lai, Ấn Độ hay ở đâu đó. Nhưng mà khi mà đi khám á, thì bác sĩ chẩn đoán chị là bị tuyến tụy
ra tuyến tuyến yên, bị tuyến yên, vì thế mà cơ thể không có phát triển được như người bình thường. Thì coi như hôm nay là một cái duyên gặp chị, thì em chúc chị với gia đình có nhiều sức khỏe nha. Còn chị không ước mơ thì em cũng không biết là như thế nào. Biết đâu được nếu mà chị nói là ước mơ thì em hoặc là một số người nào đó sẽ giúp được chị. Nhưng mà chị không nói thì thôi, em chỉ biết là chúc chị sức khỏe thôi. Rồi, em chúc chị sức khỏe nha. Chị em mình đi vô đi, nắng đi. Mọi người, Nhân đang có mặt tại huyện Vạn Ninh. Và hôm nay là một cái ngày mà Nhân có một cái duyên đến với lại chị Thanh á. Thì Nhân nghe gia đình bảo là có rất là nhiều người đến đề cập vấn đề là xin phép chụp hình quay phim, nhưng mà gia đình không cho và chị Thanh cũng không muốn. Nhưng mà hôm nay là một cái cơ duyên á, đến nỗi mà khi mà Nhân đến gặp chị Thanh á, chị Thanh chỉ không nghĩ, chỉ còn đang rất là hoang mang là ủa tại sao chị lại cho quay phim, mà rất là nhiều người rồi phải nói là đến đây và xin mà năn nỉ mà cho quay luôn. Thôi thì không biết là như thế nào mọi người, có một cái điều gì đó khiến cho mình đến gặp chị á, biết đâu là có một cái sự kết nối gì đó về tâm linh đó mọi người, mình cũng khó lý giải lắm đó. Vì thế mà cái này thì một cái phạm trù khác rồi, nhưng mà hôm nay thì Nhân xin phép là Nhân trích một cái khoản tiền quỹ của chị Ngân ở bên Mỹ, Nhân tặng cho chị 2 triệu để mà chị thích mua cái gì thì mua, sắm cái gì sắm, bởi vì gia đình cũng không phải là khá giả mọi người, cũng khó khăn. Thì có lẽ là clip này Nhân xin phép là Nhân sẽ kết thúc nha. Và nếu mà mọi người xem video thì đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi những clip mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Ủa, anh Duy đâu ta? Anh làm gì bên kia rồi? Thì hôm nay quên đi, Nhân cũng xin cảm ơn anh Duy. Hôm nay ảnh đã dắt mình tới đây. Và một lần nữa thì xin cảm ơn rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người nha, bye bye.